Chừng nào dân gặp máu đào thì là mới đặng đường chào nhà Nam. Bây giờ nói chuyện xa xăm, ai mà biết đặt đặng tầm thánh nhân. Thánh nhân chuyển lời phong trần, thương mà dương thế biết gần định phân. Xưa nay nói lại phong trần, giả người thế sự giả người bằng phu. Khuyên dân hãy gắng lo tu, sau này mới đặng ngao du thiên đài. Dạ, Ngôn xin gửi lời chào cả nhà. Dạ cả nhà ơi, ngày hôm nay thì Ngôn xin mời cả nhà cùng theo chân Ngôn để gặp gỡ một người đàn ông khá là đặc biệt trong ngày hôm nay luôn ạ. Dạ, thì trong ngày hôm nay, người đàn ông đặc biệt này sẽ gửi đến cho cả nhà mình một bài nguyện cầu nhằm muốn khuyên người đời làm hiền lánh dữ. Dạ rồi, để tìm hiểu về bài nguyện cầu đặc biệt này là như thế nào thì Ngôn xin mời cả nhà mình cùng bắt đầu theo dõi video nhé. Xin chào. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bửu Sơn Kỳ Hương Kim Sơn Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị trong nước và ngoài nước, hôm nay đây có hữu duyên gặp lại đệ Đinh Văn Ngôn để chia sẻ cho tất cả quá là vài câu Phật pháp để tìm hiểu, để mà học hỏi với nhau, để mà đi trên cái con đường tu hành đến ngày viên mãn. Nam mô Di Đà Phật. Thương Lê Văn còn mãi say mê, đây chỉ gõ đường tà nẻo chánh, chỉ gõ đường đi nước bước, thì chẳng làm phước để làm hung dữ, để rồi vào chùa lễ Phật mà trừ. Phật Tây Phương có lẽ hiểu dư, dụng tâm ý chớ không dụng vật. Ăn không hết lo dành lo cắt, đem bạc trăm cúng Phật làm chi. Phật Tây Phương vốn thiệt từ bi, dụng tâm ý chớ không dụng vật. Thì thế gian này cuộc đời hiện tại ngày bây giờ, thì gán tu mau mau để kẻo trễ, chì đò chiều chuyến chót, để mình có cái vé để xuống chuyến đò, để bước đến là Long Hoa Đại Hội, để gặp Phật Thánh cùng tiên trên cùng năm non bãi núi. Non tiên gió mát tội lòng thay, thức cảnh thi văn nhã một bài. Cứ tưởng ước mơ về nhược thủy, ngặt gì không cánh lấy gì bay. Dắt xác phàm phu giếng non đài, hỏi gần đá cục ngủ đêm nay. Vị hỡi bới chi thằng mau nói gót, theo thầy xuống dắt chúng khỏi nồng cay. Nhìn xem cây lá gió lung lay, sáng lợi lôi chân chở gót hài. Thì tất cả bây giờ các chư thần chư quỷ không khi nào rảnh, để xuống trần thế này đặng cứu tất cả chúng sanh trong những cái màn là tất nhiên là đau bệnh là khắp thế giới. Thế giới can qua gẫm trong thế sự còn đôi ba phần. Mau mau kiếp kiếp chuyên cần, chúng sanh còn có lập thân hội này. Từng quần thiên địa đổi thay, cảm thương trần hạ lòng đây chẳng sờn. Cũng vì kẻ dạy hầu gần, vì không gõ hiểu sợ duyên tớ thầy. Hổ lang ác thú muôn bày, lớp vai lớp chạy sau này đa đon. Người tu niệm nó thấy cúi đầu, người tu của Phật nó hầu dám ăn. Kẻ ác đức thì vô cùng sợ hãi, người lương hiền chậm rãi bước đi, nhờ ơn Đức Phật hộ trì.
đi mà các thú mà cúi đầu quỳ quỳ tâu. Thì trong cái cuộc thế trần đầu này đã đến, thế gian dương trần nay đã biết thì gán lo tu, tu hành niệm Phật ghi mò, ngày sau gặp lão đưa đò cứu vớt cho. Thương bá tánh trong nam thế sự, khắp nhân cùng biến đổi từ đây. Nam chung mò nam bắc chuyển xây, đông tây nam bắc mà chuyển xây bốn phương trời. Ngày nay thiên hạ mới biết cuộc đời, đau với đối với vị thời mới khổ. Sắp cuộc thế mà lao đao quyết cho cái chặng khổ, cho biết đường mới sám hối lo tu. Rồi sao mới được cảnh ngao du, thương đời nên nói tỏ ngao du cho cùng. Chừng nào ông lão quá hết khùng, thì là bá tánh mới chung cùng một ngôi. Thương dân nam thương tất cả, hãy gán bể mà coi, gán lo niệm Phật để coi thánh hoàng. Thì nói cho rõ tất cả các anh em quý vị ơi, mình hãy gán lo tu đi, việc đời càng gắt nổi càng gai, ngặt máy thiên cơ chẳng dám bài. Gắn nấp dưới hang coi ngựa chạy, khỉ ngồi trên ngựa ngó gà bay. Đông Tây chở gỗ trời che sát, Nam Bắc ê hề chở lấp thay. Nhân vật mười phần hao bảy tám, thằng tiên thấy vậy cũng châu mài. Thì những cái lời tiên tri sấm đã truyền từ xưa tới kim cổ đến bây giờ, những cái sấm truyền cổ với kim, thì mình xét lai lại tới đời này là đời cùng. Đời cùng tu gúc kịp thì, đặng xem báo ngọc ly kỳ năm non. Phật thương bổn đạo như con, muốn cho bổn đạo tạc son ghi lời. Nửa sao đến việc biết đời, bây giờ chưa thấy nó thời không tin. Chừng nào thấy được biết đời, bây giờ có thấy biết đời hay chưa? Chưa là những kẻ chẳng ưa, chớ người tâm đạo biết thừa tới đâu. Nếu biết được thì gán lo tu cầu của thất tổ của quyền khỏe thân. Độ cho tất cả sát thân, cho mà được khỏe vị thời tu nhân. Tu nhân hiền đức mới hay, dạy đời nên phải nói ngày gài cho tin. Thì tất cả anh em, tất cả gần xa, gán lo tu cái cuộc đời này, gẫm cuộc thế chẳng qua tuồng mộng ảo. Cuộc thiêu lưu giường giết khách tài qua, nghe chuông linh sớm dứt bể ái hà. Kẻo giặc dục cuốn lôi vào mộng ảo. Thì từ ngày xưa tại đời hồi đó tới giờ, chúng ta vui trai mèo mã đâu đâu, thì phải dịp gác nhớ câu lục tự. Thì cái cuộc đời cũng như cái mộng huyễn mộng ảo mà thôi, giấc mộng phù du rồi cũng sớm tối tàn. Cũng như giả chàng mà xe cát biển đông, khi nước gồng nhờ lúc bình minh, lúc nước lớn cát kia tan gã. Chàng phú quý thì chàng thông thả, chớ huống chi ta cứ khổ lao hoài. Thì tất nhiên là các anh em nào gần xa khắp trong thế giới kia này, nếu hiểu được thì gán lo tu trì. Xưa nay chẳng có mấy khi dương trần có Phật vị thì xuống đây. Gán nghe lời dạy của thầy, để khi đến việc kiếm thầy khó ra. Tây phương ti ở cõi xa, thành tâm thì có Phật mà đáo lai. Ước mong dân khỏi nạn tai, qua nơi khổ não mặt ai chê cười. Thế gian chớ khóc mà quên cười, đất sao lại chỗ có người bốn tay. Thì cuộc đời nay như ngựa buông cương, khó dừng lại gió khua lụp cập. Bọt nước biển đua nhô lặn hợp, chim đua bay cá lợi tranh mồi. Ngọn thủy chiều non nước sục sôi, bầu trái đất một giây lưng chuyển. Lời ta nói đó, trần gian tưởng như là mộng huyễn, chừng nào đến thấy rồi mới biết cuộc ảo là thế gian. Bây giờ có thấy hay không, chừng nào mới diện thấy chẳng còn ông ra đời. Chừng nào biến đổi vị thời, bá gia mới biết vị thời mới tin.
Cuộc đời xưa nay đã để lại giảng kinh, ra tay nhắc lại nguyên sinh cho đời. Chừng nào mới lại đổi đời, năm châu bốn biển mới vị thời mới an. Chừng nào chuyển lại Phật Tây An, trần gian mới biết rõ đàn từ bi. Sau này biến đổi vị kỳ, thiên sơn núi cấm vị thời nổ tung. Buồn thời nói chuyện mà lung tung, cho mà dương thế biết lão khùng là ai. Chừng nào gặp ông lão bán khoai, ra tay cứu thế vị thời bình an. Dương trần nay có trần gian, biết đâu tưởng niệm mà lên đàn tu thân. Thương trong tất cả muôn dân, bây giờ lao khổ quá lằn quá tay. Bắp phai phải liệu cho xong, chừng đến hội mây rồng mới được toàn thân. Gắn tu cho giữ vẹn tứ ăn, tròn câu hiếu thảo nghĩa nhân vuông tròn. Lao đao khắp chốn hao mòn, mòn sông mòn biển lại còn mòn luôn. Mòn thương mòn cuộc mòn gần, mòn xa mòn biển mà mòn lằn lên non. Lên non xuống núi vị thời, biết gần thế sự cuộc đời đến đây. Chừng nào gặp được bậc thầy, thì là bá tánh vị thời khỏe thân. Thương trong Nam Quốc chư thần, Nam Trung Tam Đế nhờ chư thần định công. Ngọc Thiên Ấn Định do chư Tây Đông. Nam Thiên Nhất Định ông Long trở về, Ngũ Thiên Tam Đế vị thời, Ngọc Thiên Ấn Ký vị thời còn chi. Buồn thời nói rõ chuyện từ bi, cho ai biết được ráng đi tu trì. Bây giờ còn nói chuyện gì, sau này mới biết vị thầy là ai. Sau đây mới biết vị thần ngài, thương đời mới nói rõ chuyện đã ngài từ sau. Từ đây biến đổi lao sao, khắp trong Nam Bắc ai còn ai không. Người tu chân chánh mới còn, người tu giả dối chẳng còn là ai. Sau này lọc lại anh tài, mới là biết đặng mới gõ gà gõ tài thánh nhân. Bây giờ lại nói nguồn cơn, ai mà cũng nói mình là thánh nhân. Rồi sao mới biết vị thời, lọc lừa qua lại vị thời mới biết chi. Bây giờ nói rõ chuyện từ bi, cho dân biết rõ ly kỳ năm non. Năm non tầm đá vị thời, tầm vàng thử ngọc mới đổi đời thượng lai. Thiên sơn nhất định một ngày, tam chung nhất cõi mà cuộc ngày tình thảnh thơi. Thương người nói rõ vị thời, cho mà biết đặng cuộc đời tu thân. Nếu ai biết được thì giữ vẹn tứ ăn, tu nhân hiểu nghĩa giữ ăn cho tròn. Sau này mới được vị mới còn, lên non xuống núi mới còn mấy ai. Thương đời nói rõ anh tài, bây giờ bá tánh vị thời còn chi. Buồn đời nói chuyện từ bi, cho người biết rõ mà gắng đi cho rồi. Thương trong tất cả vị rồi, nói cho biết rõ cuộc đời mai sau. Cuộc đời như gõ tắt dắt chim bao ba tiếng vị thời còn chi. Âm thanh biến mà đổi vị thì, xây dần xây địa xây thời xây nam. Xây qua xây lại vị rồi, sàn qua sải lại vị thò còn mấy ai. Người nào tu chân chánh thì còn, người nào giả dối chẳng còn là ai đâu. Thương trong Nam Quốc anh tài, ra mà nói chuyện gõ mà mặt mày hùng anh. Bá gia nay đã biết gành, gán lo tu niệm Nam Thành ứng khoa. Nhật Nguyệt biến đổi can qua, tam chung biến đổi phong qua phong thần. Nhật Nguyệt phong thần biến đổi mới chờ qua lần. Tam quốc chung kỳ hiểu gõ thánh nhân, thì là mới gõ nguồn cơn. Trung ương đáo ngọc ly còn là ai? Thì phiên tất cả anh em những các anh tài, gán lo niệm Phật chờ ngày thảnh thơi. Bây giờ đổi thời kim thời, ai mà không tu niệm vị thời còn ai? Nói rồi cho biết rõ vị gài, sau này mới biết rõ người tài người chung. Chừng nào ông lão trở lại bóng tùng, thì là bá tánh mới cội tùng phủ che.
Thương đời nên phải nói dè cho mà biết đặng mùa hè dựa bắp phai. Đừng chê phai bắp cầm căng, dặn đòn bẻ trái khó phân chánh tà. Đừng ham chức ông bà, cô cậu cậu mới là đỏ thân. Tan điền thương hải khó phân, thì gán lo tu niệm quy ăn tam chào. Chừng nào bước được anh hào thì là mới biết gõ đường vào nhà nam. Nhện hùm bắt bướm mà cam, thằng lằn thấy vị không ham nhện hùm. Gũi tay chớt xuống ao bùng, chú cắt kè lử mà nuốt cùng là lằn đi. Mèo dằn thấy vị vị thì nuốt cắt ké lử mà tha đi vào nhà. Gũi tay gớt xuống ao bà, chú cắt kè lử vị mà sống lâu. Thảm thương nhện cũng dân câu, mặt tình múa lưới mà thâu bướm chuồng. Thơ tôi hay nói tầm luồn, gán mà đà giải và đọc giải buồn chi âm. Nghe gọi cách kính vào tâm, nghĩa đen bàn trắng ắt lâm khổ hình. Khó nổi biết tới năm thìn, mưu cao như gã cống quỳnh ngày xưa. Trời chuyển thì ắt có mưa, lượt dày trải trí mà lượt thưa trải đầu. Ngon chi mà hợp khai chầu, ăn chay mà lại nhức đầu bớ văn. Kẻ hèn như cụ lang thang mi mô quỷ quyệt, bắt dân đỏ đài khóc đêm rồi tới khóc ngày. Khóc than ai lại chẳng nghe gài lời tôi, chẳng nghe niệm Phật vị thời. Gán lo tu niệm để xem đời thượng lai. Ngọc hoàng ký sắc bằng nay, xuống mà dương thế còn đâu vị thời. Bây giờ đổi lại kim thời, long qua đại hội sắp kề gần bên. Thương đời nói gõ cho cùng, chừng nào quá lợi lão khùng ra tay. Ăn thương thở trước vị thời, ra tay cứu nước vị thời còn chi. Buồn thời nói việc từ bi, nói cho trần thế mà ra đi tu trì. Thương mà tất cả vị thì, người mà hiền đức vị thời mới còn xa về sau. Thương đời nói chuyện lao sao, cho mà dương thế biết nào là ai. Ngọc thiên ngắn ký lộ bằng nay, thương trong lê thứ bằng nay tỏ tường. Chừng nào gặp được hùng cường, tam quân lập hội vị thời bình an. Thương người tất cả là tu trì, thương người tất cả vị thì hiếu chung. Phật trời chọn kẻ hiếu chung, chọn người ngay thảo, chọn người trung can. Chọn người biết Phật là tu hành, chọn người hiếu đạo, chọn người thành tâm. Gán lo tu để dựa cõi xa xăm, sau này ban thưởng quyên thâm tam chào. Chừng nào dân gặp máu đào thì là mới đặng đường chào nhà nam. Bây giờ nói chuyện xa xăm, ai mà biết đặt đặng tầm thánh nhân. Thánh nhân chuyển lời phong trần, thương mà dương thế biết gần định phân. Xưa nay nói lại phong trần, giả người thế sự giả người bằng phu. Khuyên dân hãy gắng lo tu, sau này mới đặng ngao du thiên đài. Chừng nào lộ vị anh tài, châu cài đáy biển cọp ga mé gần. Tam quân một chặng không chừng, tam quy nhất thông chung cùng một ngôi. Thương đời nên mới nói cho coi,
người tu mới đặng sao coi hồi này. Hỏi gần tới chưa biết chân thầy, qua lòng hai hỏi vị thời mới an. Buồn đời nói gõ xa xăm, Tây An còn đó quyên thăm chuyện đời. Thương dân đã gõ vị thời, ai mà biết được đặng tầm hiếu chung. Lão khùng đã gõ quyên thăm, cho mà biết đặng gắn tầm bủ châu. Nhân lai kiến định quyên thâu, thâu nhân thâu giặc thâu thiên thâu thần. Ngọc thiên ấn lộ phong thần, tam quy sơn bủ chư thần gà tay. Buồn đời mới lộ cho hay, thế gian còn nửa ngày mai biến rồi. Đông Tây Nam Bắc để coi, Long Hoa Đại Hội để coi Phật trời. Cuộc đời nay biết rõ vị thời, gắng lo tu niệm xem đời thánh dương. Bảo thiên định quốc an dương, tam quần một cội quy ơn tam kỳ. Ngọc thiên ấn định quyên y, tam chung lai định quy y tu hành. Ngày nay trở lại Nam Thành, gã tay nhắc lời đành gành chẳng sai. Buồn đời nên mới chuyển lai, nói mà một bổn bằng nay cho tường. Chúng sanh chớ có hùng cường, sau này sẽ biết Phật đường là đâu. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổ Sơn Kỳ Hương Kim Sơn Phật. Nam mô Bổ Sơn Kỳ Hương Kim Sơn Phật. Nam mô Bổ Sơn Kỳ Hương Kim Sơn Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ rồi cả nhà ơi, thì vừa rồi là một bài nguyện cầu khá là đặc biệt của anh Út đã được Ngôn gửi đến cả nhà mình trong ngày hôm nay rồi ạ. Dạ, thì đến đây Ngôn xin phép được kết thúc video, và Ngôn hy vọng rằng sẽ được cả nhà like cùng với đăng ký ủng hộ tinh thần cho Ngôn nha. Ngôn xin chào và chúc cho cả nhà mình có thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn hạnh phúc bình an mỗi ngày ạ. Xin chào.